Vâng, xin chào mọi người quay trở lại kênh của Tuấn TV. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ làm cái video này để kiểm chứng xem cái chất lượng pin của bên tôi và cái pin iPhone của công ty chúng tôi có đắt không. Khi các bạn xem cái video này, các bạn sẽ được trang bị các thêm các kinh nghiệm và kiến thức về kiểm tra linh kiện điện tử, lựa chọn linh kiện điện tử. Và nhiều khách hàng của tôi đã sẽ không khi xem những cái video như thế này đã biết thêm thông tin và chế độ bảo hành của công ty tôi, sau đó đã xin làm đại lý. Bạn đại lý của công ty tôi, bạn xem video này xong, bạn có thêm những đánh giá tổng đánh giá và hiểu biết tổng quan về thị trường pin Việt Nam. Vâng, sản phẩm thị trường pin cùng loại ở Việt Nam có chất lượng rất là lộn xộn và kém chất lượng rất lộn xộn và kém chất lượng, và giá cả nó cũng rất lộn xộn. Nhiều sản phẩm nó cùng giá tiền nhưng nhanh hư, dùng nhanh sập nguồn, hoặc là dùng sạc không vào, trong một thời gian sạc không vào, hoặc dùng một vài tháng pin phòng. Tôi làm video để sẽ giúp đỡ mọi người hiểu biết và sẽ có thêm trải nghiệm về pin iPhone. Vâng, và tránh những cái trường hợp mà xấu như là bị lỗ hoặc gì đó. Bạn khách hàng hoặc khán giả xem video này xong, bạn sẽ có thêm những trải nghiệm về sản phẩm và hiểu biết thêm về chất lượng cũng như loại pin điện thoại iPhone. Do chúng ta thiếu thông tin và hoặc là chúng ta thờ ơ và thiếu sự quan tâm đến các cái quảng cáo hay các video hay là các cái hàng ngày thông tin chúng ta va chạm vào, nên chúng ta không để ý những sản phẩm tốt trên thị trường, nên chúng ta mua phải những sản phẩm có giá cao nhưng chất lượng bình thường. Niềm tin của khách hàng của chúng ta bị lung lay, nên sau khi xem xong video này, bạn sẽ có thêm một rất nhiều kiến thức về điện tử. Khách hàng sẽ yên tâm hơn khi dùng sản phẩm của chúng ta. Nếu bạn muốn đặt câu hỏi thì bạn hãy comment bên dưới và tôi sẽ làm video để trả lời các bạn về những câu hỏi đó. Vâng, đây tôi sẽ làm một cái video test bằng cái bộ này, bộ để đọc dung lượng pin đấy. Vâng, và cái sản phẩm của bên tôi pin này tôi chưa muốn nói tên ra. Vâng, sau khi chúng ta trải nghiệm, chúng tôi sẽ lưu tên ra pin, chất lượng pin này ra. Và đây một cái loại pin trên thị trường chất lượng rất lộn xộn, tôi 3 cục thì tôi test trên cái đồng hồ này sẽ hiển thị là cái lượng dung lượng phần trăm khác nhau. Còn cái pin của tôi chọn lựa, thứ nhất là cái độ cứng rất tốt và cái chất liệu của cái cáp này rất là tốt này, chất lượng của cáp rất tốt và độ cứng của pin rất bền luôn. Vâng, và test vài trăm quả chất lượng đều như nhau. Vâng, đấy, chất lượng đều như nhau, không có lệch một cái gì cả. Đây tôi sẽ test thử cho các bạn xem đấy nhá. Các bạn xem đây, cái này nó sẽ hiển thị hết ra thông tin các loại pin. Cô quay cái ngược rồi đây, bạn nhìn thấy nhuận nhìn ra 106%, tức là lớn hơn dung lượng chuẩn của pin chính hãng là 106% đấy. Tức là vạn của pin của tôi khoảng vài nghìn quả, tất cả đều như này hết, tất cả đều 106 hết và rất cứng và đều như nhau hết. Vâng, pin của tôi sắp ra mắt ở trên thị trường. Còn đây là những sản phẩm cùng loại, tôi có thể test nhanh cho bạn hai cục để bạn biết luôn chất lượng vì video này rất ngắn. Đây nhá, cái này là 103 nhá, 103. Vâng, 103. Tiếp theo tôi sẽ tiếp tục, và rất mềm, pin là hàng cỏ, chợ rất nhiều người sẵn sàng làm để làm hàng cỏ chợ. Đây tôi tiếp thêm cục nữa, đây cũng 103, dường như chưa thấy sự khác biệt. Rồi tiếp tục test cái cục thứ tư. Vâng, thời gian chúng ta rất là ngắn, đang trôi đi rất ngắn. Cái này cũng 103, không hiểu tại sao ngày mai tôi test pin iPhone 6 đều 103. Rồi hôm trước là tôi cũng test rồi nên tôi kiểm chứng là chất lượng nó không được tốt nên tôi loại ra ngay, mà thôi không sao, chúng ta bỏ qua cái này đi. Tôi có kiểm tra hết cả chất lượng qua các cái máy và dùng thử rồi.
và thử trực tiếp tôi dùng thử. Vâng, và tôi đánh giá luôn. Tôi có kế hoạch để cho khách hàng dùng thử sản phẩm của chúng tôi, và tôi đã có chương trình thử nghiệm với các đại lý và làm các bài test với khách hàng, và khách hàng và nhận sự phản hồi khách hàng sau 3 tháng sử dụng. Vâng, sau 3 tháng sử dụng, kết quả pin của tôi có dung lượng nó lớn hơn dung lượng của hãng và có giá rẻ hơn các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Nhưng được bảo hành dài hơn, được bảo hành bằng mã QR, có bao bì mẫu mã sản phẩm đẹp, sản phẩm đẹp nên được rất nhiều người ưa chuộng. Và sau có những cái đợt vừa rồi tôi có cho bài test ở các đại lý và tặng pin miễn phí, và được khách hàng trải nghiệm qua cái sản phẩm của tôi và được nhận xét là rất tốt, rất tích cực, và phát triển, và dựa vào đó tôi lại phát triển thêm các cái kênh bán hàng các tỉnh. Vâng, sau những cái công việc và hành động đó, từ những cái việc làm như trên đó, tôi rút ra là bài học là không phải sản phẩm là có giá rẻ hơn các sản phẩm cùng loại đã là kém hơn. Đôi lúc ta phải qua trải nghiệm để có phân biệt về chất lượng cũng như là sản phẩm nào tốt, sản phẩm nào không tốt, mà không phải rẻ đã là không tốt. Vâng, ví dụ như sản phẩm của tôi đã so sánh với những cái sản phẩm pin cùng loại trên thị trường, nhưng chất lượng và chế độ bảo hành của chất lượng của tôi, tức là chất lượng và dung lượng, nó sẽ nhỉnh hơn. Nên ngay lập tức bạn cần phải liên hệ với chúng tôi bằng cái địa chỉ bên dưới cái video này để làm đại lý và phát triển cái kinh tế cho gia đình và ở địa phương. Bạn nhớ cái địa chỉ liên lạc của tôi bên dưới nhé, và nhớ comment đặt câu hỏi vào trong bài viết này, tôi sẽ làm video trả lời trực tiếp cho bạn. Và nhớ like và share cái bài viết này, nhớ sub vào kênh của tôi để xem những cái video sau của tôi, nhớ nha các bạn nhé, để tiếp tục tôi được hướng dẫn mọi người làm những sản phẩm về điện tử và những sản phẩm so sánh với chất lượng điện tử cùng sạc hoặc là cái gì đó. Vâng, xin chào mọi người và video của tôi kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau. Xin chào các bạn đến kênh của Tuấn TV.